Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh của Lắc ha. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại Vinh Hoa Tệ Đàn ở Hoa Viên Nghệ Trang Bình Dương quý cô chú anh chị, và đây cách mộ của nghệ sĩ ưu tú Lâm không xa, chỉ tầm 200-300 mét quý cô chú anh chị. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2024 làm chắc hình theo quý cô chú anh chị. Thì hôm nay Duy Minh muốn đưa bà con cô bác lại nhìn lại những ký ức, nhìn lại những tấm ảnh của người tử của Duy Linh đó. Thì Duy Minh xin mời bà con cô bác ha, theo chung Duy Minh để lên đây. Hôm nay Linh qua đại đàn có sắp xếp cái điều gì lại mới lạ không, để chuẩn bị cho là đại lễ cầu siêu năm 2024 theo quý vị quý vị. Thì năm 2023 thì đại lễ cầu siêu ở tại đây có bên gia đình của là chị Tú Linh, chị Hồng Lo nè, chị Bình Tinh nè, rất là nhiều người chị khác đến để dự lễ. Thì hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ là những cái hình ảnh thân thương của các nghệ sĩ. Em ghi hình đây, đây là những nghệ sĩ nè, rất là nổi tiếng luôn, giáo sư rồi soạn giả đó. Bên kia là giáo sư tiến sĩ Trần Trấn Khê, nghệ sĩ U, nghệ sĩ đạo diễn Lê Văn, đạo diễn điện ảnh đó quý vị. Đây là soạn giả nghệ sĩ Nhân Văn, soạn giả Diễn Châu đó. Có rất là nhiều những nghệ sĩ tài ba được bên Hoa Viên người ta để lại những cái kỷ vật của những nghệ sĩ đi trước. Còn lúc này mới trên đây thì trước hết thì Duy Minh xin mời ông bác quan sát. Đây là những tấm ảnh ngày xưa, giới thiệu với quý vị, đây là cái bản đầu tiên. Quý vị còn nhớ có ai không? Nhớ. Của ai? Của chị Hồng Ngọc á. Đúng, đây là tấm ảnh của chị Hồng Ngọc, được là mạ vàng. À, mạ vàng ha, đây là vàng 24k ha, hoàn thiện của quý vị. Mạ vàng có tấm hình, mà đặc biệt đây là tấm hình có trên bia mộ của nghệ sĩ ưu tú Tú Linh luôn. Đúng rồi. Đây là một cái, phải nói là đây là một cái gì đây, vớ đây là của tấm ảnh này được do là anh Lê Hoài anh làm đây nè đó. Những em lời quay gần ở đây, những cái gâu của chú nè, những cái gâu của chú còn nhìn thấy rõ luôn ha. Đây là lấy ảnh gấp quý linh vậy, đây là gâu của chú còn nguyên luôn. Còn đây, đây là một cái tấm ảnh, em biết cái tấm ảnh này của ai không? Này chắc của chị Hồng Ngọc luôn hả anh ta? Thì đa số là hình ảnh của chị Hồng Ngọc là đưa vô là rất là đây nhiều. Là tấm ảnh này hình như là của chị Hồng Ngọc luôn. Tại vì khi mà chị Ngọc đưa tấm ảnh này trước, xong rồi mới chớ chị Liễu Hoa. Nè, em nhớ nè, em nhớ là hồi đặt là đưa một tấm hình này với tấm hình này vô là. Ủa? Tấm ảnh của chị là nè. Nè anh Minh nhớ cái này không đây nè? Là cái đờn thân yêu. Ồ cái đờn có ai biết. Đấy mình với mình đờn có cái tấm ảnh cái gì bên đó. Hả? Có cái kia hả? Đó. Em quay lên nè. Cái tấm hình này là cũng chị Liễu Hoa nữa nè. Tấm hình bên đây là cũng của chị Ngọc. Nhớ là của chị Ngọc. Là của chị Liễu Hoa nè. Ở nhà không ở lên đây. Chị Liễu Hoa sau khi mà chị Liễu Hoa đó chị gửi tặng là hai tấm hình. Cái đợt đó là hình đó là do Duy Minh nhận, nhưng mà do là anh Lê Hoàng ảnh không có biết số điện thoại của Duy Minh, cho nên là ảnh mới là liên hệ với anh Niêu. Cái lúc nhận hình là anh Niêu nhận, nhưng mà đúng ra thật chắc là Duy Minh nhận nha. Tại chị là có nhiều có nhiều khán giả nhờ Duy Minh lắm, nhưng mà do là anh Lê Hoàng anh quen với Niêu, cho nên là anh cho số điện thoại anh Niêu. Thì chị Liễu chị mới nói là anh Lê Hoàng anh không có số của em rồi, anh cho số Niêu rồi, nhờ Niêu nhận giùm. Còn một tấm nữa, một tấm mà chắc ta nhận mặt như gì nè. Đúng rồi, là cái tấm đó của chị Liễu Phan là đi chung bộ luôn, nhưng mà tấm đó chưa thấy nha, để không có thay đổi đâu. Còn cái đây là cái bát rau của là cái tấm lương sơn bá nè bà con bác. Đi dưới đó là có hai cái bông hai bên đó, em nhớ không? Đúng, nhớ nhớ. Bông hoa loại làm bằng cái gì, bằng sáp á, em nhớ không? Mỗi khi trời mưa á là che lại, mình đều che bọc lại. Đây là tấm hình này, tấm ảnh này của chị Hồng Ngọc nha, chị Ngọc tặng cho chú.
tấm hình kia bự đâu chị ta. Còn đây, đây là tấm ảnh cung đàn liên tới đã xong, thiên đàn tôi đến ngăn nga cũng giờ, tiếng đàn chúng ta tiếng lòng ngăn nga khúc nhạc tơ đồng hương. Đó, quý vị những hình ảnh chú đang kéo cái đàn cò đó, với cái đàn nằm kế bên mà đó, à, gia đình chị, đây là tấm ảnh này của chị Amy ha. Còn cái đờn này là của chị Hồng Ngọc đem vô nè. Cái đờn này cũng của chị Hồng Ngọc luôn. Đó, đây là những cái phải nói là dấu ấn. À, anh Minh nhớ cái bức tranh này là của chị bên nước ngoài hay gì nè. Cái tấm ảnh này á, là của một vị khán giả ở ngoài đâu, ngoài Bắc ngoài á. Chở xe tải vô. Đó, chở xe tải vô. Đó, có những cái câu thơ rất là hay luôn nè. Hẹn kiếp lai sinh, ai người quảng cảnh xuống nhân gia, mang theo lời Phật với cây đàn, hỏi cả hồ mình vào thú nhận, hồ bạn còn đây anh ở đâu? Có phải chăng anh xuống lần đầu, gieo bao thương nhớ ở thâm sâu, gửi cả tâm tư theo câu hát, chẳng nghĩa xin thần quan nhân anh, quan cơn anh, cảm ơn chờ Phật vợ anh người con ưu tú từ cõi lành, trọng nghĩa bao dung lòng đức thành, làm đúng những gì Phật dạy anh. Cảm ơn cha mẹ đã sinh thành người con ưu thị ngũ linh, anh hiếu thảo nguyện tha sống hiền lành, đức hiếu nghĩa chung chẳng mà dân. Họ quyết của chúng vị, đây là tác giả muốn gỡ cái lời thơ này mô tả người nghệ sĩ tài ba có đức, có tài, có hiếu. Đó, đã viết lên toàn cái nỗi lòng của cái người cô mà từ ngoài Bắc gỡ chạy dịch nhờ xe tải đem vô đây quý vị. Hôm đó cô cũng có đến nữa đó, đúng không? Còn đây, đây là cái tượng cô bé Thanh Sang. Đây là một cái người anh cả mà người sử của Du Linh hay nhắc đến mỗi khi mà nhân viên dài ba ly vừa vô đi bia vô thì đều nhắc tới chú Thanh Sang. Đây là người anh, người mà đưa chú vô một cái công ty đầu tiên ký hợp đồng 100.000 đầu tiên đó quý vị. Có cái đàn ở đây nè, đàn như sao. Còn đây là tấm ảnh của một vị khán giả nhờ Duy Minh đưa vào cái lúc mà đây là cái tấm hình mà sau cùng nhất, cuối cùng nhất nhận được vào bên qua đại đàn. Cái lúc đó là những cái tấm hình đó của chúng là được đưa lên đây hết rồi, không có được cho ở dưới. Hồi đó là có một tấm này nè, mà tấm nhỏ với ba cái tấm kia là có đầu tiên. Đó là tác giả của ba tấm hình, có một tấm hình tặng cho cô Thanh Liên Huệ cũng gian gì luôn. Đúng rồi. Nhỏ hơn. Đó. Đây là tấm hình thứ hai, giống như tấm hình thứ hai tặng lúc là mà được hòa hội hơn. Đây là theo như anh biết đây là của một nhà sư hay là tu trong chùa ấy, nhưng mà ảnh danh giống cho anh nhờ Duy Minh đưa vô rồi. Nhà sư này là rất là yêu quý nhà sư Duy Minh, có tài có đức đó, cho nên là quả một tấm hình rất là to để đưa vô là tấm hình này là anh nhận cuối cùng luôn đó. Cuối cùng không ai nhận gì hết, tại lúc đó là bên Hoa Viên người ta không cho nhận đồ nữa. Đây là anh đang Mỹ giữ chặt luôn á mới được đưa vào đó. Ở bên là thành tâm tích đức như đờ tượng, thành tâm gợi mẹ đại định hành. Hai câu đó rồi rất hay ý nghĩa nha. Còn một cái tấm hình anh rất là tâm đắc luôn mà giờ không thấy. Đây, cái này là cái của anh Lê Hoàng tặng cho là chị Hồng Loan. Lúc trước đó là có một album rồi nhưng mà do nó bị thất lạc, nó mắc, cho nên là anh Lê Hoàng tặng lại một cái album sau. Đây là album thứ hai là mới đem lên đây để là kỷ vật kỷ niệm. Đây là những kỷ vật của người nổi tiếng. Những người nổi tiếng nè. Rồi để anh cảm ơn em nha. Còn đây là những kỷ vật của nghệ sĩ nổi tiếng nè, diễn soạn giả Diễn Châu nè, quý cô chú vị, đàn tranh nè, cái đàn guitar nè, đó.
đây nhạc sĩ Thanh Sơn nè quý cô chú anh chị. Nè, đôi bàn tay của là nhạc sĩ Phạm Duy nè. Nhạc sĩ Phạm Duy thì ông được chôn cất ở sau lưng qua tại đàn này, ở sau lưng qua tại đàn quý cô chú anh chị. À, ngay chỗ ông là một người ở nước ngoài rất là lâu, mấy chục năm sau khi ông mất, ông có cái tâm nguyện gì Việt Nam, cho nên được chôn cất ở tại Linh Hoa Tại Đàn, ở sau Linh Hoa Tại Đàn tí xíu. Ủa, có một tấm hình đẹp lắm mà đâu có tiêu ta. Có một cái tấm hình mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chắp tay để là thay lời cảm ơn. Đó là chị Liễu Khoan, chị muốn gửi tấm hình đó để là thay gì làm bà con cô bác đến là thắp hương xung quanh mộ của chú á. Chú thì đông quá cho nên là mà dưới là chú mắt không có thể nào mà cảm ơn bà con được, cho nên là chị đã ra ý tưởng là chú đang là chắp tay niệm Phật và để cái ảnh đó ở trước cái bàn thờ để là nhằm là nói lên cái ý là cảm ơn bà con cô bác, cảm tạ bà con cô bác đã đến thắp hương giúp cho mình. Và để đây quý vị mình xin đây là Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây thì có nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu nè quý cô chú anh chị. Đó, những tấm hình Nam Mô A Di Đà Phật. Chút xíu là Diệu Minh sẽ sau khi kết thúc video Diệu Minh sẽ thắp hương sau ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là nghệ sĩ ưu tú đạo diễn điện ảnh Lê Văn. Còn bên đây đó, bên đây là bà con biết ai không? Đây là giáo sư tiến sĩ Trần Quang Khuê. Đó, được là bên Hoa Viên người ta lập bàn thờ ở đây để là thờ ông. Đó, quý anh chị, ông một là một giáo sư khá là nổi tiếng quý anh chị. Đó, bà con có bà cô bác có thể là khó lên Google á là sẽ ra liền, tại vì ông nổi tiếng lắm. Ở đây nè sẽ có một cái đàn tranh quý cô chú chị, thì Duy Minh xin chia sẻ tí xíu cho bà con cô bác ha. Cây đàn do nhạc sĩ Nguyễn Vinh Bảo đóng tặng cho là giáo sư Trần Quang Khê nè. Nhạc sư Vĩnh Bảo tên thật là Nguyễn Vĩnh Bảo, sinh năm 1918 tại làng Mỹ Cha, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc. Hồi xưa Đồng Tháp mình là tỉnh Sa Đéc đấy quý cô chú anh chị. Sau này đổi lời Đồng Tháp á. Trong một gia đình nho học rất là yêu thích đờn ca tài tử, ông là nhạc sư, nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư. Đó, vừa là nhạc sư mà vừa là giáo sư nữa quý cô chú anh chị. Giáo sư dẫn dạy âm nhạc và cũng là người trình tấu nghệ nhân tổng đàn. Nguyễn Văn Bảo sinh năm 1918 tại làng Mỹ Trà, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc. Trong một gia đình nho học rất yêu thích đờn ca tài tử, ông là nhạc sư, nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư giảng dạy. Ông này phải nói là ông đa tài hé quý cô chú anh chị. Thì truyền thống vừa là nhạc sĩ trình tấu, lại kim cả nghệ nhân đóng đàn. Ông nổi tiếng với là tình bạn đẹp dành cho là giáo sư Trần Quang Khê. Khi nào những lúc cuối đời, giáo sư Khê đã mong muốn được nghe lại tiếng đàn của ông một lần nữa. Tiếng đàn tranh của nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã in đậm trong trí nhớ của là giáo sư Trần Quang Khê. Trước đây ông Khê từng phát biểu tại Hà Lan, nếu ngày nào đó nhà sư Nguyễn Quỳnh Bảo mất đi thì thế giới sẽ mất đi tiếng đàn liêu trai phù thủy độc nhất vô nhị. Và ông đã xưng tụng nhạc sư Nguyễn Quỳnh Bảo là đệ nhất danh cầm. Với sự đóng góp ý kiến của là giáo sư Trần Quang Khê, ông đã cải tiến đàn tranh từ 16 giây thành đàn tranh 17, 19 và 21 giây với kích thước âm nhạc rộng hơn, để cây đàn này có thể dễ dàng xử lý các hơ và điệu âm nhạc truyền thống Việt Nam mà không cần phải sửa cây khéo nhạn, sửa dây khéo nhạn.
tại tang lễ giáo xứ Trần Quang Khơi, quan khách chứng kiến khoảnh khắc xúc động về là tình bạn đẹp giữa là cố giáo sư và nhạc sư Nguyễn Vinh Bảo. Ông đã tham gia hòa đàn gọi là lần đàn cuối cùng của lời Vĩnh Bảo bên người bạn tri âm. Nghe nói một cái câu chuyện cũng rất là xúc động ha quý cô chú anh chị. Đây cái đàn tranh nè, thì kỷ niệm của ông ha. Đó, đây là như là báu vật vô giá quý cô chú anh chị. Thì để Duy Minh chia sẻ thêm lý lịch của cái đàn tranh ha. Đây nè, ở đây có đàn tranh nà giáo sư Trần Quang Khơi dùng minh họa trong các là buổi nói chuyện ở Việt Nam vào thập niên đó trước gửi tại nhà của người con gái đầu là Trần Thị Thủy Tiên, nhân viên viện nghiên cứu âm nhạc của là giáo sư Lưu Hữu Phước. Sau tới năm 1986, em gái tôi và hai người con định cư bên Pháp, cái đàn được gợi lại cho là tôi vốn ngoại đạo, rất là ít khi là ngồi vào đàn, nên qua bao thời gian giờ chuyển nhà, đàn bị hư tổn ít nhiều, cho tới ngày nay tôi tặng lại cho Hoa Viên Bình Dương lần cuối giáo sư Khơi đời cái đàn này vào năm 1987. Thứ Nam Trần Quang Minh kể. Ngoài cái câu chuyện phải nói là rất là hay ha quý cô chú anh chị. Đây là một cái câu chuyện mà của những người nhạc sĩ, những giáo sư, tiến sĩ, những người nổi tiếng mà ít có ai biết đến, thì qua video này bà con cũng bác cũng hãy để lại những cái comment bình luận ha, để là chia sẻ cái video. Nếu mà thấy video có ý nghĩa, đừng quên nhấn like, đăng ký ủng hộ kênh Duy Minh. Duy Minh chân thành cảm ơn bà con rất nhiều. Thì ở dưới bên kia thì ở ngoài đó thì bên Hao Vi người ta đang tổ chức, người ta đang làm dựng rạp để là chuẩn bị buổi tiệc liên quan. Buổi tiệc ở tại liên quan tại đàn đó là một cái đại lễ cầu siêu trong tiết Thanh Minh tháng 2 tháng 3 ha quý chú gì. Bà người ta cũng đang chuẩn bị nè. Đó, thì video đến đây Duy Minh cũng xin tạm kết thúc video tại đây theo quý vị chú chị. Mong bà con cô bác xem video đừng quên like cũng như đăng ký ủng hộ của anh Duy Minh. Duy Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều khi mà lên tới nhìn những hình ảnh của chú là vui hòa về những cảm xúc rất là phải nói là không thể nào mà tả được ha. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con ha.